Chào mọi người nha. Đây là cái salad của nhà mình nè. Đó, bự ghê chưa. Sáng nào mình cũng làm một rổ rau sống đó, để ăn nguyên một ngày vậy đó. Đó, salad. Salad nè, húng cây rồi húng lủi luôn. Cái này là cải ngọt to lắm, cái này sắp thu hoạch rồi nè. Dưới là cải bẹ xanh, tất cả là tự tay mình trồng không á. Quế, rau dền, dền đỏ. Cái này là quế trồng trong thùng sữa bò. Sữa mấy đứa con mình uống, cái mình còn dư cái mình làm, mình trồng quế. Sáng nào cũng ra là một rổ rau sống hết đó mọi người ơi.